Xin chào tất cả bạn đã tới kênh của Thuận Kia Bình Kiều. Thì hôm nay em sẽ làm video giới thiệu bạn chiếc xe Kia Seltos 1.4 AT Premium bản cao cấp nhất của dòng xe Kia Seltos, và giá hiện tại của nó là 719 triệu nha các bạn, và nó nằm tại thành phố Hồ Chí Minh nơi khoảng 780 triệu nha. Và màu của chúng ta đang coi đây là màu đỏ đen đó. Rồi, phía trước này chúng ta thấy nó được ấn tượng nhất với là cụm đèn pha là 4 dàn LED nằm dãy dọc từ bên trái qua bên phải này luôn, rất là đẹp các bạn, với cụm xi nhan dàn LED luôn nha, có 3 đường dãy nhấp nháy rất là đẹp. Và ở đây đó là vèn rã chrome được phay kim cương, nhìn rất là sắc nét luôn. Điểm khác biệt giữa chiếc Luxury và chiếc Premium chính là hệ thống đèn của chiếc xe này. Hệ thống đèn này được cấu tạo là với cụm đèn full LED luôn, tất cả đều cốt và pha đều bằng LED các bạn, và cụm đèn sương mù cũng kết hợp với dàn pha bóng bằng LED luôn, cho mang cho chúng ta một ánh sáng trắng được chiếu xa nó dài hơn. Đó, phần cụm la răng hình mũi hổ đặc trưng nha. Ở giữa trung tâm ta chính là cái logo Kia. Đó, đẹp từ mọi góc cạnh các bạn. Thì ở dưới nắp capo này nó sẽ có những đường gân gập nổi, đó, tạo cho chiếc xe có đường nét rất là khỏe khoắn luôn nha các bạn. Đây, nó được trang bị cái lốp là Continental nha, là thông số lốp là 215/60R17. 215 là chiều rộng của chiếc lốp này, và 60 là 60% của 215 là chiều cao của lốp này nha các bạn. Và lốp này được trang bị là lốp 17 inch, là vòng 17 inch nha các bạn, vòng 3 chấu. Ở giữa trung tâm này nó sẽ có một cái nền đan hoa màu đỏ, tạo ra vẻ thể thao cho chiếc xe. Ở trên này nó sẽ có một cái ốp nhựa đen nhựa xám, đó, tạo vẻ ấn tượng cho chiếc xe hơn. Ở thân xe này nó sẽ được trang bị là gương chiếu điện cặp điện và tích hợp đèn bảo rẽ nha các bạn. Đối với cái màu mà màu đỏ đen dạng hai màu thì từ cái phần này trở lên nó sẽ là màu đen nha các bạn, kể cả cái nắp cặp cái gương đều là màu đen hết. Và chiếc xe này nó sẽ có cái vèn mã chrome chạy từ đầu xe tới cuối xe, tạo mét rất là thanh thoát cho chiếc xe luôn nha các bạn. Đó. Và chiếc xe này nó cũng được tích hợp và nút bấm cửa thông minh và tay nắm cửa được mã chrome toàn bộ luôn. Nút bấm cửa thông minh này là khi chúng ta lại gần và chúng ta chỉ cần ấn nút này thôi là cửa tự động khóa và mở nha các bạn. Và ở giữa thân xe này chúng ta thấy nó ấn tượng với một cái ốp hông thể thao. Đó, ở giữa trung tâm này nó sẽ có vèn đen, nó chạy dọc từ đầu xe của xe, và ở giữa này nó sẽ có cái thanh được sơn mạ xi rất là đẹp. Ở trên này nó sẽ được lắp một cái dàn Pagamu nha các bạn. Khi mà các bạn muốn nâng cấp lên, các bạn chở đồ quá thì các bạn lắp thêm một cái dàn để chúng ta để đồ nữa nha. Phía sau này nó sẽ có một cái vuốt ra đằng sau nhìn rất là đẹp. Phía sau này cùng đèn là cùng đèn full LED các bạn, và lipo được trang bị là ốc không thể thao với trang bị là 48 biến lùi và có camera lùi nữa các bạn. Bản Premium thì bên cạnh này nó sẽ có chữ Premium nha. Nhìn như một chiếc Range Rover thu nhỏ các bạn. Và chiếc xe này nó vẫn được trang bị là lốp động cơ 1.4 tăng áp và hộp số tự động 7 cấp liên hợp két nhé các bạn. Là tất cả 3 phiên bản đều xài chung động cơ và hộp số thôi, nó chỉ khác nhau về phiên bản option cũng như là về trang bị. Chúng ta coi cái đó, về cốt của chiếc xe này nó cực kỳ rộng nha các bạn, nó cực kỳ rộng luôn. Ở đây nó sẽ có tấm lót cốp, bên cạnh này nó sẽ có các nút để chúng ta gài, chúng ta có thể gài các xe. Ở đây nó sẽ có đèn
xem. Phía dưới này sẽ là bộ mâm lốp dự phòng nhé các bạn. Như này là mâm lốp dự phòng. Cái lốp này nó sẽ cùng kích thước, cùng kích cỡ với cái lốp mà chúng ta đang đi luôn. Nó sẽ có 5 cái lốp hình dạng giống nhau. Và đặc biệt nó sẽ có các hệ thống và có cái bộ đồ nghề để chúng ta thay lên mâm lốp dự phòng nha. Ở trên này nó sẽ có một cái giả đỡ cho đằng sau. Ví dụ như chúng ta hạ cái này xuống, nó sẽ ngang bằng thế này luôn, để chúng ta có thể để đồ gì đằng sau này trong một chuyến đi xa. Rất là đẹp. Cái này nó sẽ có đèn báo phanh trên cao, rồi có anten nhận vây cả nha các bạn. Rồi chúng ta đi tới phần nội thất của chiếc xe này nha. Đầu tiên là nắp capo cửa thì nó sẽ được phối màu là màu xám và màu đen nha. Đây nó sẽ được bọc một lớp da màu đó, màu xám rất là đẹp luôn. Ở đây nó sẽ có các nút như mở cửa lên xuống, rồi là khóa cửa trung tâm, điều chỉnh gương, chỉnh điện, gập điện nha. Đó, và này nó sẽ có cái tay nắm cửa mà xi. Đó, từ đây rất là đẹp. Cái này là cái màn loa xe nó cái hàng gập nổi thì nó rất là đẹp của các bạn. Đây nó sẽ có các hốc để chúng ta để ly nước hoặc là để những vật dụng cần thiết nha. Nó rất là rộng luôn. Đây này nó cũng vậy. Và chiếc xe, nội thất của chiếc xe này là nội thất màu ghế là sẽ là màu ghế đen và màu và be nha. Nó sẽ có màu ghế là hai màu. Và chiếc này nó sẽ ghế chỉnh điện là 10 hướng nha các bạn. Ta đi vào phần nội thất của chiếc xe này. Các bạn thấy ha, nội thất của chiếc xe này so với chiếc luxury thì nó khác cũng khá là nhiều. Thì chiếc xe này nó sẽ có, đầu tiên là cái màn hình tablo này, nó sẽ là được màn hình tablo dạng LED luôn. Nó sẽ là cái cỡ là 7 inch nhé các bạn. Vô lăng dàn đê cắt phía dưới này nó có chữ xeo tốt nha. Và nó sẽ có chức năng như đèn tự động này. Rồi trên vô lăng nó có rất nhiều nút bấm luôn, như là nghe gọi điện thoại trắng tay, đồ điều khiển giọng nói, tăng giảm âm lượng, chuyển bài hát, chuyển chế độ. Bên này nó sẽ có các nút như cài đặt màn hình tablo, rồi là nút cruise control. Nút red cộng red trừ này á, là khi chúng ta red, khi chúng ta set chức năng là cruise control á, là chúng ta ăn cruise này này, tốc độ trên 40 km/h chúng ăn cruise. Và chúng ta kéo băng đúng là băng đó, nó sẽ có nút cruise control này rất là hay các bạn nhé. Và đặc biệt cái màn hình tablo này là màn hình LED, nó sẽ có rất nhiều thông số và hiển thị cực kỳ đẹp nhé các bạn. Phía bên tay trái này nó sẽ có các chữ PRND là những cái thông số để hiển thị cái cần số của chúng ta ha. Phía bên phải này là hiển thị cái tốc độ của xe. Phía dưới này là mà odo nhé các bạn. Phía dưới này nó sẽ là nhiệt độ của động cơ, nhiệt độ của xe. Còn cái này là cái dung tích bình xăng mà chúng ta đi được ha. Đó, cái thông số này nó sẽ có các thông số như là về moment xoắn, rồi về lực kéo, rồi về nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ của hộp số các bạn. Đó, ví dụ các bạn lên cái bạch chứa này nó là nguy hiểm ha. Rồi mức tiêu hao nhiên liệu trung bình, rồi là set shift, rất là nhiều chức năng. Nó cũng được trang bị là start stop này. Và nó cũng có là ba chế độ lái và ba chế độ kiểm soát lực kéo nhé các bạn. Như chế độ bùn cát, rồi là tuyết, rồi ba chế độ lái là normal và sport nhé các bạn. Và điểm đặc biệt của chiếc xe này đó là cái màn hình này. Cái màn hình này là màn hình 10.25 inch nha các bạn. Rất là to và sắc nét luôn. Đó, nó sẽ có chức năng là kết nối Apple CarPlay và Android Auto luôn. Nó cực kỳ đặc biệt. Và điểm đặc biệt của chiếc xe này là nó sẽ có hệ thống loa và có đèn mood light nha các bạn. Đó, ở đây chúng ta có thể điều khiển và cài đặt những cái chế độ màu sắc của cái loa cho chúng ta, hãy chọn chúng ta chuyển màu xanh hay là màu rừng, rồi màu hồng, màu đỏ, chúng ta có thể tự động điều chỉnh được các bạn. Như các bạn muốn đầy đủ màu sắc luôn thì các bạn ăn chế độ này là chế độ
chủ đề màu sắc. Cái này chỉ phát sáng thôi, rất là nhiều để chúng ta cài đặt ha. Nó sẽ có một video để giới thiệu các chức năng và tính năng của chiếc xe này. Phía này nó sẽ có điều hòa, chúng ta sẽ điều hòa tự động một vùng lực độc lập nhé các bạn. Thì nó sẽ có các như là sấy này, sấy kính trước, sấy kính sau, các chế độ rồi là gió trong, gió ngoài, điều khiển lượng gió, tắt bật, máy lạnh, điều chỉnh nhiệt độ nhé các bạn. Và điểm đặc biệt chiếc xe này nó sẽ có chức năng là sạc không dây nhé các bạn. Có chức năng sạc không dây trong này luôn, có sạc không dây luôn. Và nó sẽ có một cái nút này là 100 sạc 12V 180W cùng USB cũng sạc nhanh. Và chiếc xe này nó sẽ có là mắt ghế, ghế bên trái bên phải các bạn. Đây là chiếc xe, một xe duy nhất trong quốc bận CUV mà hàng Trung này là nó có chức năng là làm mắt ghế các bạn. Chức năng này nó rất là hữu ích cho chúng ta khi mà chúng ta đi mà đi quãng đường mà dài, ví dụ nó dài các bạn, thì cảm giác cái mồ hôi chúng ta nó bị dính ở người á, nhưng mà chúng ta có chế độ này nó thông thoáng là chúng ta nó thoải mái, chúng ta lái xe đi đường dài hơn, nó rất là hay các bạn. Rồi cửa sổ trời các bạn, ở chúng chiếc xe này nó sẽ có cửa sổ trời luôn, và đèn hậu, đèn nội thất trong xe là đèn là để bất cả đều được đèn led nhé các bạn. Rồi chúng ta đi qua đường, qua hàng ghế sau. Đây là toàn cảnh nội thất ở đằng trước nhé các bạn, rất là sang trọng nhé các bạn. Chiếc xe này giá nó hiện tại là 719 triệu nhé các bạn. À, nội thất của xe. Và chiếc xe này nó sẽ có cửa gió hàng ghế sau luôn nha, rồi có sạc nhanh, có các chỗ để chúng ta để chai nước cũng như để vật dụng cho xe, rất là nhiều chỗ luôn, rất là hay. Và ghế ở đằng sau này chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ ngã của đằng sau được nha. Ngồi rất là rộng các bạn, em một cao 1m75 thì vẫn còn rất là rộng luôn, rất là rộng luôn, ngồi rất thoải mái, không sẵn chân. Cái ghế đằng trước em đã lùi ra hết cỡ rồi nha. Thì để biết thêm về chi tiết về các dòng xe này, các bạn liên hệ em với số điện thoại 0962 385 818. Em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Kia Bình Triệu nhé. Hiện tại xe bên em đã về đầy đủ tất cả các phiên bản, thì các bạn quan tâm thì cứ lên cửa tới showroom Kia Bình Triệu và alo em ha. Xin chào và hẹn lại các bạn ở những video sau nhé.